Anh em đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chúc mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay mình rất cảm ơn bạn Nguyễn Duy đã cho mình một nick để có thể đi trải nghiệm về con hàng Robert Pires anh em ạ. Thì con hàng Robert Pires này thì hôm thứ năm bạn Duy cũng đã gửi mình luôn rồi. Bạn Duy vào mua luôn và gửi mình. Thì ngày hôm nay mình cũng có thể lên clip dành cho anh em được. Thì trước khi đi test về con hàng này thì mình sẽ khuyên anh em là anh em nên ép thêm cái vị trí AMF nhá. Và để anh em có thể ép thêm cái vị trí AMF cho Pires thì anh em phải ép vào AMF cả hai ô anh em ạ. Tại vì Pires chỗ AMF nó là màu đen. Bao giờ anh em ép lên màu xanh nhạt rồi thành xanh đậm như này thì nó mới là đá được anh em nhá. Còn xanh nhạt thì kia là nó chỉ hơi hơi thôi. Ok, vậy là Pires của chúng ta đã đá được vị trí AMF cũng tốn khá thể đấy. Nhưng mà cũng không sao cả, bạn Duy cũng nhiều lắm. Ok, Pires 1m85 và 29 tuổi và thuận chân phải. Thì số mắc có thể đó chính là 103 anh em nhá. Anh em nào nâng auto thì không lên được 103 đâu. Anh em có thể lên page của mình. Mình cũng có để cách nâng ở trên đó cho anh em. Anh em có thể lên và xem qua nhá. Ok, còn style ở phiên bản này đó chính là Creative Playmaker. Một cái style kiến tạo. Chuyên đá vị trí AMF nó cũng sẽ là hợp lý. Nếu thời tấn công là 88, điều khiển bóng là 91, dây bóng 92, xử lý không gian hẹp là 86, chuyền thấp là 91 và chuyền bổng là 88, khả năng dứt điểm chỉ là 81 thôi. Bộ chỉ số thì khả năng chuyền cũng khá là ngon này. Độ xoáy là 82, sút phạt là 78, nói chung là chỉ số của Pires đá khá là chiêu chiêu. Tốc độ là 92 và tăng tốc là 93, lực sút là 82, bật nhảy và tỷ lệ không cao, thăng bằng 85 và cuối cùng thể lực là rất tốt là 93. Cái chân không thuận của Pires thì không thực sự là tốt lắm anh em ạ. Ok, được búp thêm cái tốc độ tăng tốc cũng như là thăng bằng và thể lực. Skill sẽ có double tắt này, sút xa sút xoáy đầy đủ dành cho Pires cho anh em này. Chip shot là lốp bóng này, sút một chạm, chuyền một chạm, chọc khe, huyết thập hát, tạt xoáy và outside curler, một bộ skill thực sự là rất đẹp. Và bạn Duy cũng có ép thêm cái cut behind turn, dipping shoot, heel trick và low lốp thập hát. Bốn cái skill này cũng cực kỳ chất lượng với Pires anh em ạ, quá đẹp luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái trận thi đấu đầu tiên anh em nhá. Ok, cái danh của bạn Duy thì đang là 1K9 anh em ạ. Danh cao thực sự luôn đấy. Và không biết là sau cái video này mình sẽ gọi là phá hủy ạc bạn Duy tụt đến bao nhiêu danh nhá. Để tí cuối video mình sẽ cho anh em xem. Ok, chiến thần hủy danh của anh em đây rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với cả trận thi đấu đầu tiên này. Trận đấu mà mình sẽ xếp Pires ở cái vị trí AMF trước anh em ạ. Tí nữa thì mình sẽ chơi vị trí cánh sau. Vị trí AMF mình nghĩ là nên ưu tiên. Đây là bên ngoài. Đường chuyền Pires rất tốt. Và thoát xuống biên của Robert Pires. Tốc độ là rất nhanh. Không được. Cú tạt bóng ở trong ngày hôm nay thì mình lại không có một cái tên có khả năng đánh đầu chất lượng anh em ạ. Mình quên không xếp vào cái tên gì đó nó chất lượng một tí để chúng ta có thể đánh đầu khi mà Pires giặt sang bên phải. Xử lý bóng rất khéo đấy từ Robert Pires. Nói chung là khả năng dây bóng, dây dắt của Pires thì nó cũng gọi là ok. Đừng chuyền vào trong, chuyền vào Mbappe không được. Dây dắt các thứ, chuyền trọt, nói chung là bộ chỉ số khá đẹp với một AMF như thế này. Tốc độ cũng nhanh nhá, đá creative mà tốc độ nhanh. Đây rồi, đừng chuyền không được. Vừa vào hiệp thi đấu đầu tiên, những phút thi đấu đầu, Pires đã cho thấy sức công phá lên hàng phòng ngự của đội bạn. Liên tục quét. Chúng đá Pires thì anh em đá phản công nhanh cá nhân mình thấy thì không hợp mấy anh em ạ. Cá nhân mình thấy là đá phản công nhanh với Pires thì không hợp mấy. Nhưng mà anh em đá theo kiểu kiểm soát bóng, kiểu chiêu chiêu ấy anh em thì nó lại hay anh em nhá. Pires lại đá theo kiểu là chiêu chiêu một tí. Cú dứt điểm không được. Còn Pires đá kiểu tấn công nhanh ồ ạt thì cá nhân mình thì chưa thực sự thấy là xuất sắc. Nhưng mà với anh em nào fan Pháo hoặc là fan Pháp đang build tuyển Pháp thì Robert Pires cũng là một cái con hàng chất lượng. Khi mà với 77 coin, 777 coin, anh em đã sở hữu được một epic cũng khá là ngon. Như vậy là ngon. Còn với anh em nào mà đã thích mua thì mình không nói làm gì rồi. Còn những anh em nào đang kiểu phân vân có nên mua hay không thì cá nhân mình thấy rằng là nếu đội hình của anh em chưa có những cái tên chất lượng thì mình nghĩ rằng cũng nên xuống. Còn anh em nào đã có những cái tên nó chất lượng ở cái vị trí cánh hay là vị trí AMF rồi thì Robert Pires là không phải là một sự lựa chọn xuất sắc cho anh em đâu. Anh em nên để coi nhá. Nói chung là mình đá thì mình cũng thấy ok thôi, đá được kiểu chiêu chiêu thôi. Cũng hay nhưng mà cũng chưa phải là xuất sắc. Cho nên là anh em nên cân nhắc để có thể nên xuống coi với Pires hay không, hay là giữ coi nhá.
Ok, quay trở lại trận đấu. Đây là Pires đường truyền dành cho Mbappe. Không được. Nó như thế thôi, nhưng mà từ nãy giờ thì Pires đã tạo cho các đồng đội khá là nhiều cơ hội. Robert Pires đường truyền ra cánh dành cho Messi, chờ bóng mất rồi. Pires đã xâm nhập vòng cấm. Cú tạt vào trong cho Robert Pires, không vào. Trời ơi, đội bạn bắt quả hay thực sự. Ê, thủ môn này bắt vừa vừa thôi. Để làm quả bàn thắng đi cho nó nhẹ người, từ nãy giờ vẫn 0-0 này. Hơi lâu rồi đấy nha. Trận này mà hòa không đều là chán lắm đấy. Lên bóng nào, Robert Pires, tốc độ. Kéo bóng đi rất tốt, đường truyền cho Mbappe. Tại sao không phải là một cú sút một chạm mà đội trưởng tuyển Pháp ơi, trời ơi. Chạm đi là ngon rồi. Quá nhiều những cơ hội nhưng mà các đồng đội đang cho thấy rằng là rất vô duyên anh em ạ. Quá vô duyên trên hàng công. Hội được Pires tạo ra là khá là nhiều. Cú dứt điểm không được. Ông trên đá này thì chết tôi cùng đấy. Đường truyền ở phía bên trong không được. Vẫn không được. Đội bạn đã có những màn đáp trả với khung thành của Neuer. Lên bóng nào, David Beckham. Đường truyền cho Pires. Phối hợp là rất hay. Pires xử lý bình tĩnh, đáp dắt không được. Đã có lỗi rồi. Giờ mới có bàn thắng đầy bế tắc quá. Robert Pires khoảng trống, cú dứt điểm từ xa, không vào. Ôi giời ơi, một lần nữa đánh đầu không được. Trời đất ơi, đèn thế chứ nhiều cơ hội mà sao thế nào nhở. Lún như con cú luôn đấy. Lên, đường truyền của Pires dành cho Messi. Một đường mặt bóng Messi, khoảng trống đấy rồi, Messi. Lần này đã ai thể cản được Messi đây. Tình huống phối hợp rất hay và Pires đã có một đường truyền kiến tạo dành cho Lionel Messi. Một cú ngoặt bóng ở trong quá bất ngờ khiến cho Rüdiger bị bỏ lại hoàn toàn. Quả vặn sườn quá hay đến từ Messi. Vào khoảng cách này, không gian này. Và với cái chân trái cực kỳ ngoan của Messi thì rất khó có thể bỏ lỡ một tình huống như vậy. Một bàn thắng quan trọng của M10 ở những phút thi đấu cuối cùng. Pires lại là một cơ hội mở ra dành cho Mbappe. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, vẫn còn. Trời ơi, các bố ơi. Trời ơi, này chết tôi không. Review cầu thủ kiến tạo mà các bố không ghi bàn à. Trời ơi, biếu tận mồm rồi. Ngày hôm nay là một ngày mà Mbappe chơi không quá xuất sắc anh em ạ, chúng ta sút nhiều. Nhưng mà chỉ có một bàn thắng với Messi thôi. Và Pires cũng đã có rất nhiều những tình huống tạo cơ hội cho đồng đội nhưng mà không thể tận dụng. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm Robert Pires ở vị trí tiền đạo chạy cánh trái anh em nha. Vừa nãy thì trải nghiệm qua cái vị trí AMF thì mình thấy rằng là Pires có khả năng là kéo bóng lên khá là nhanh. Nhưng mà bảo là những cái đường truyền mà thực sự nó ảo ấy thì Pires chưa làm được anh em ạ. Chỉ số truyền hiện tại nó chỉ là 91 thôi. Cho nên không thể truyền như Kevin De Bruyne hay là những cầu thủ Modric đá vị trí AMF mà mình đã từng trải nghiệm được. Không thể có những cái đường truyền mà nó lênh láng nước như thế được. Nhưng mà những cái đường truyền mà đủ để tạo cơ hội cho các đồng đội khi bàn thắng là vẫn có anh em nha. Hay là kéo bóng nhanh nhờ cái tốc độ, hay là khả năng dây dắt khá là khó chịu, đá kiểu chiêu chiêu với Pires khá là ngon. Còn bây giờ mình sẽ trải nghiệm qua cái vị trí cánh, cái vị trí mà anh em thấy rằng là cái style creative playmaker anh em bảo là đá không được. Nhưng mà cá nhân là mình thấy là như thế này này. Đây là Pires. Là được hết anh em ơi. Là được anh em nha. Anh em cứ cho cái phần tấn công cho Pires lên tấn công. Ở cái phần điều chỉnh đội hình là nó sẽ gọi là nhanh nhẹn hơn một tí. Và còn ở bàn thắng này thì là một chuỗi lập bập từ vị trí của đường truyền của Salah rồi. Và sau đó vào vòng cấm thì Ben White cũng đã lóng ngóng không phá bóng và để cho Pires có một cơ hội để dứt điểm. Ben White quá ngáo ngờ. Và chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên ở vị trí cánh với Pires. Nói chung là trước đây mình đã có một cái bài trải nghiệm về Robert Pires trong cái mùa thẻ là Legendary, một cái mùa thẻ đổi Football Point cũ anh em ạ. Và mình thấy rằng đá cũng khá là chiêu chiêu, đá kiểu nhẹ nhàng thôi. Đây rồi, Pires thoát xuống biên này. Pires ngoặt lại, từ từ rồi, cứ bình tĩnh thôi. Khoét vào đây, khoét vào đây. Đường truyền vào trong cho Mbappe.
cứ cho bên ngoài mà quét anh em ơi. Trận này bên ngoài đâu bạn đá khá ngáo anh em ạ. Một pha thoát xuống hay đến từ Perez. Hai cầu thủ Beckenbauer cùng với cả bên ngoài không hiểu đang làm cái trò gì mà không thể lấy bóng đến từ cái chân của Perez. Một màn phối hợp quá đẹp mắt đến từ Bellingham cùng với Perez ngoài biên. Đỡ bước một gọn gàng xuống biên nhẹ nhàng với hai đường bẻ bóng thì bên ngoài và Beckenbauer đã bị bỏ lại phía sau. Một cách qua người đơn giản nhưng hiệu quả, anh em có thể làm theo anh em ạ. Một cách qua người, một cách lấy khoảng trống rất đơn giản mà mình rất hay làm và hiệu quả anh em nhá. Không nhất thiết cứ phải kỹ thuật màu mè đâu anh em ơi, cứ chơi đơn giản thôi. Anh em ngoặt xuống một đường và anh em bẻ lên một đường chạy lên. Và anh em trong lúc làm thì hạn chế bấm nút đát anh em nhá. Khi nào anh em bứt tốc đi thì anh em hãy bấm đát thôi. Đó là một cách qua người mà mình thấy rằng nó rất đơn giản và hiệu quả, anh em có thể tham khảo. Và nó rất dễ làm anh em ạ. Để rồi lên bóng này lại là Perez này. Vừa vào thôi, chúng ta đã mở đầu cái trận thi đấu này ở vị trí cánh với hai bàn thắng của Mbappe cùng với cả Robert Perez rồi. Đó tuyệt vời, lại là Perez, cứ từ từ rồi cứ ngoặt lên ngoặt xuống thôi. Khoảng trống mở ra thì đâm vào đội bạn. À trời ơi, vừa dạy xong cái tự mình ngu luôn ạ. Thế này đi dạy ai đây? Đúng là kênh mình không thể nào là kênh kỹ năng được. Tình huống lên bóng của đội bạn chớ mất rồi. Rất tốt. David Beckham. Ok ạ. Ui, tự nhiên lại muốn dừng video, lại xóa bố cái đoạn vừa dạy anh em xong đi. Trời ơi, đá thì ngu mà cứ thích dạy thôi. Nhưng mà nói gì thì nói thì đó cũng là một cái cách qua người dễ dàng và đơn giản. Ok, đây rồi, David Beckham đường truyền quá xuất sắc dành cho Perez. Đấy rồi, quét tiếp. Ôi trời ơi, bị đấm mất rồi. Đội bạn có lẽ đang đề phòng cái cánh của Perez hơn khi mà mình đang khá là quét nhiều vào đấy. Không được vượt qua Rudiger. Có lẽ là hiệp 1 cũng như này thôi. Hiệp 1 có lẽ là như này thôi. Hiệp 2 này chúng ta sẽ đá chắc chiu hơn. Đá chiu chiu hơn anh em ạ. Cứ đá chiu chiu với Perez thôi. Đơn giản. Anh em cũng hạn chế ngoặt vào dứt điểm với Perez anh em nhá. Mình thấy rằng Perez là cứ bám biên một tí. Cứ chơi kiểu bám biên thỉnh thoảng ngoặt vào rồi anh em lốp quả bóng vào cho như Mbappe như vừa nãy là mình thấy cực kỳ hiệu quả. Trước đây mình đá Perez ở cái phiên bản Legendary cũ thì mình cũng thường làm như thế. Cái video đó mình cũng đã đăng rồi và mình cũng làm y như vậy. Hôm nay mình cũng như vậy thôi. Đá khá là chiêu chiêu. Cứ lốp bóng kiến tạo cho các đồng đội phía bên trong đánh đầu. Và đây là Robert Perez. Và chúng ta đã có bàn thắng thứ hai, cú đúp của Perez trong trận thi đấu này. Một lần nữa, Bellingham và Perez lại tìm đến nhau. Và lần này Perez đã đứng ở trong khu vực vòng cấm. Một nhịp đơn giản để loại bỏ hai cầu thủ đội bạn đang kèm. Lướt qua là quá tốt. Và cú đặt lòng ở một khoảng cách đơn giản để Perez có thể có một bàn thắng thứ hai. Quá tuyệt vời. Để rồi lại lên này. Úi xời ơi, thoáng. Perez ngoặt rất hay luôn này. Đây rồi, không được. Thế anh em chơi Perez thì mình nên là theo kiểu chơi kiến tạo một tí. Chứ còn chơi kiểu ghi bàn thì không hay mấy đâu. Nhưng mà trận này Perez đang rất là son nhá. Đang có những bàn thắng khá là hay. Bàn thứ hai thì đỉnh rồi. Còn bàn thứ nhất thì cũng gọi là có một chút may mắn. Bây giờ chúng ta cứ chắt chiu rồi. Lại tiếp tục là chắt chiu, là tiếp tục là đá chiu chiu. Cho nên anh em nào đá post thì đá Perez là hợp đấy. Còn anh em đá phản công nhanh thì mình thấy rằng là hơi chưa ổn đâu. Perez đá phản công nhanh không hay mấy. Costa Cuta. Rất tốt. Quá bình tĩnh. David Beckham. Đường truyền vào trong dành cho Perez, làm gì đây? Ngoặt vào Perez, không được. Bây giờ đã có tới 3 cầu thủ ra kèm Perez rồi. Bây giờ thì quá khó để khuyết cái cánh của bên ngoài anh em ạ. Các bạn đã bắt bài mất rồi. Chúng ta không đổi cánh được. Mình đang làm Perez mà không có bóng thì cũng không hay. Lên, David Beckham. Đường truyền cho Robert Perez. Xử lý bóng. Qua người hay quá, đây rồi. Ôi, giờ ông Rudiger đâu ra này? Ông Rudiger lên tận đấy à? To như tượng, sao mà qua được. Lautaro Martinez. Đường truyền phía bên trong, quá hay. Một đường truyền quá xuất sắc của Lautaro. Và thời gian không còn nhiều. Phút thi đấu chính thức cũng chỉ còn hết rồi, chỉ còn phút bù giờ là 1 phút thôi. Phản công được không? Perez vẫn còn thời gian. Anh ơi, đừng thổi kèn anh ơi. Đấy rồi, Perez xâm nhập vào cầm, cú lộ bóng cho Mbappe. Một tình huống phản công không thực sự quá nhanh.
nhưng nó là rất chất lượng. Pierlet lại một lần nữa với cái lối đá quen thuộc, một lối đá rất chịu, xuống biên và tung ra một cú lốp một lần nữa dành cho Kylian Mbappe. Một trận đấu quá hay của Robert Pierlet. Trước đây mình cũng làm Pierlet thì cũng có Osimhen cũng lốp bóng như này, và Osimhen ghi liên tục bàn thắng. Pierlet trận đấu này với hai bàn thắng và hai kiến tạo quá xuất sắc ở vị trí tiền đạo chạy cánh trái anh em ạ. Và trận này thì đội bạn cũng out rồi. Và mình xin kết thúc cái bài trải nghiệm nhanh của mình về Robert Pierlet ở đây thôi. Và nếu anh em nào đang có nhu cầu đọc coi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Vào Game để link dưới phần mô tả anh em nhé. Và anh em cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em. Chúng ta đã chiến thắng trận đấu này. Ôi, cộng 11 điểm á. Ôi, đá cái danh cao này mình thấy rằng mình thắng mình cộng có 10 điểm anh em ạ. Còn thua là trừ 30 điểm, có lú luôn anh em ơi. Thì cũng sorry bạn Duy là mình cũng đã hủy diệt danh của bạn thành công nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Bye bye.